Hello, xin chào anh em. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh âm nhạc của Quốc Viễn. Và ngày hôm nay tiếp tục chủ đề về những hợp âm nâng cao. Mình sẽ giới thiệu với mọi người chi tiết hợp âm đầu tiên trong chuỗi 10 hợp âm nâng cao. Đây là hợp âm Ma-dê-7 nhé. Rồi, xin mời mọi người vào bài nha. Rồi, thứ nhất mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua về mặt lý thuyết hợp âm Ma-dê-7. Tên gọi, ký hiệu và cấu tạo nhé. Tên gọi của nó, ví dụ đô thì sẽ là đô ma dơ bảy đúng không? Thì chúng ta sẽ có là hợp âm đô ma dơ bảy. Rồi. La. Âm chủ là la thì chúng ta sẽ có là la ma dơ bảy. Tên gọi đúng không? Gọi son ma dơ bảy. Ma dơ bảy cộng với âm chủ nhá. Ký hiệu của nó thì chúng ta sẽ viết là âm chủ, ví dụ đô là âm chủ thì chúng ta sẽ viết là C lớn, M lớn và số 7 phía sau. Đây là gọi là đô ma dơ 7. Hoặc là ví dụ la thì chúng ta gọi là chúng ta viết là A lớn, M lớn và số 7. Hoặc cũng có thể chúng ta viết cách hai là A lớn, M nhỏ, A và G nhỏ, A nhỏ G nhỏ đấy, và số 7 phía sau. Chúng ta có hai cách viết thì cách nào cũng được, các bạn có thể viết thoải mái. Về mặt cấu tạo thì nó được thành lập bởi một quãng ba trưởng, một quãng ba thứ và tiếp chồng lên một quãng ba trưởng nha. Ví dụ mình ví dụ đô trưởng, đô đô ma dơ bảy là nó sẽ thế này, đô lên mi là quãng ba trưởng đúng không, mi lên son là quãng ba thứ, son lên si là quãng ba trưởng. Quãng ba trưởng thì hai cung mà quãng ba thứ thì là một cung rưỡi đấy. La ví dụ la ma dơ bảy thì sẽ là la đô thăng mi và son thăng. À, chứ son thường này là chúng ta sai này đúng không? Đây, son này là la 7. Từ quãng trên cùng là hai hai cung nhá. Quãng hai trưởng nhá. À, quãng ba trưởng xin lỗi. Đấy, chúng ta đấy sẽ có và ma giữa 7. À, cách dễ hiểu thì chúng ta cứ thành lập lấy hợp âm ba gốc là ví dụ đô trưởng. Đấy, sau đây chúng ta thêm nốt số 7. Qua ở quãng số 7 nhá. Quãng số 7 của đô thì là nốt là si đúng không? Đấy, chúng ta hợp âm ba trưởng là đô trưởng. Đấy, chúng ta thêm vào nốt số 7, nốt ở quãng số 7. Đấy, đô đến đô là quãng 8 đúng không? Si là quãng 7 đấy, chúng ta có. Này là hợp âm ma đô ma dơ 7. Chúng ta lưu ý rằng là ở dưới này hợp âm là sẽ là luôn là ba trưởng nhé, rê trưởng này, đô trưởng này. À, chúng ta chỉ nghiên cứu cái nốt ở quãng thứ 7 thôi là sẽ là nốt gì, là si hay là si dáng đúng không? Đấy, ví dụ như rê này, rê chúng ta là sẽ có dê rê trưởng này đúng không? À, và nốt dê, nốt đô ở quãng thứ 7, nhưng nốt này đã đúng chưa? Đây, chúng ta nghiên cứu từ bậc 5 của nó, bậc át của nó là nốt la đúng không? Lên bậc 7 là sẽ có hai cung. À, la lên si một cung, si lên đô mới nửa cung. À, nốt này không đúng. Chúng ta phải thăng nốt đô lên thành đô thăng thì chúng ta sẽ có hợp âm rê ma dơ 7 nha. Đấy. Chúng ta có chưa? Ok chưa? Đấy, la ma dơ 7 này. Đấy, son ma dơ 7 này. Hợp âm son trưởng, cứ đánh hợp âm son trưởng trước. Xong đấy, đánh nốt ở quãng số 7. Đấy, chúng ta sẽ có tất cả các hợp âm ma dơ. Tất cả các hợp âm ma dơ 7. Đấy. Pha ma dơ 7. Đấy. Đô ma dơ 7. Rê ma dơ 7. Mi ma dơ 7. Đấy. Son ma dơ 7. La ma dơ 7. Si ma dơ 7. À, ok. Về cấu tạo ký hiệu và tên gọi rất đơn giản đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào cho các bạn nó vận dụng như thế nào vào bài. Thì mình sẽ lấy ví dụ những bài đang rất là hot hiện nay, ví dụ như Hoa nở không màu này.
Tháng tư là lời nói dối của em này, một thời đã xa này, rồi là cho em gần anh thêm chút nữa này. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn đầu tiên hợp âm nó đặt như thế nào trong bài Hoa nở không màu nhé. Vào đoạn điệp khúc luôn nha. Chúng ta sẽ vào đoạn điệp khúc luôn. Đoạn đầu thì không có hợp âm đấy. À dạ, à, chúng ta vào đoạn điệp khúc nhá. Đợi mình một tí này, mình lấy lời nhá. Tình yêu đã phai mờ. Đấy. Vào âm ma dư 7 luôn. Pha ma dư 7. Mình đang đánh ở giọng la thứ cho bạn dễ nhìn nhá. Thì nó sẽ là pha ma dư 7. Đấy. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đấy, kết nửa đây, kết 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 một câu nhé, không phải là nửa nửa đoạn đâu, kết một câu này thì nó sẽ là ở đô ma dư 7 nhé. Đô ma dư 7 các bạn nhìn thấy không, đô mi son si, đô mi son si đúng không đấy nhá. Mình sẽ đánh tiếp này, đánh ôm nỗi câu tiếp theo nhá, đánh đánh ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Đấy, câu này là chính xác là người ta dùng pha ma dơ 7 và đô ma dơ 7 đấy, trong một đoạn nhạc rất ngắn thôi đấy, trong chỉ có hai câu thôi. À, 4 câu, 4 tách nhỏ thì 4 câu mà ngắn thì là gộp lại thì là chỉ có 2 câu nhạc thôi nhé. Đấy. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách. Xin lỗi. Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách. Đấy, đô ma dơ 7 nhá. Đấy. Kết câu này là đô ma dơ 7 này. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Mình đánh hơi lỗi tí bởi vì mình theo nhìn lời nhá, mình không thuộc lời mà không 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 hát được thì nó lại hơi khó hình dung. Đấy. Thì mình đánh nhá. Đấy nhá. Ok chưa? Quá rõ đúng không? Bài hiện nay là hơn 100 triệu lượt view. Bài này là rất là phổ biến, mọi người hầu như ai cũng biết. Không thể là không biết bài này được đúng không? Đấy. Trong một đoạn nhạc ngắn mà có hai hiệu âm major, trong một giọng có hai hiệu âm major. Major 7 luôn. Đấy. Fa ma dơ 7 này, đô ma dơ 7 này. Rồi, ví dụ thứ hai nhá. Ví dụ thứ hai sẽ là bài bài gì nhỉ? Tháng tư là lời nói dối của em nhá. Của Hà Anh Tuấn nhá. Đấy nhá, cũng vào đầu tiên luôn của đoạn này là mình lấy đoạn giữa nhé, những câu nào có hợp âm major 7 thì mình mới lấy nhé, còn đánh cả bài thì nó rất là dài, thành ra là mình chỉ lấy cái đoạn nhạc này khúc cái đoạn nào nhỉ, cái này câu này là gì.
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật ta đã giữ trong tim mình. Đây, Đô ma dơ bảy. Đấy. Đầu tiên sẽ là Fa ma dơ bảy, xong đấy sẽ là Đô ma dơ bảy. Rất giống với bài lúc nãy, cấu trúc của những cái bài hiện đại bây giờ thì nó sử dụng như này rất là nhiều, khá phổ biến đấy. Những bài nổi tiếng, những bài hay, các bạn để ý nhé, không phải tất cả nhưng mà rất nhiều những bài hay đấy, các bạn để ý nhé. Hai bài vừa rồi nổi tiếng đúng không, hơn 100 triệu lượt view trên YouTube này. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi, nói lời Phá ma giữa bảy, nói lời thì thầm những điều thật ta đã giữ, đã nói lời thì thầm những điều thật ta đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã, đã một lần gục ngã. Các bạn, những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Đấy. Đấy, không, mình vừa phân tâm lời vừa đánh thành ra là nó bị phân tâm đấy. Lúc nào mình vừa hát đấy, mình không thuộc lời thành ra là nó đấy. Hợp âm nó nhá, mình sẽ đánh lại nhá. Cười những cánh khoa phai tàn sẽ vào luôn, tiếp tục Phá ma giữa bảy đấy. Những cánh hoa phai tàn mong manh, em có bay xa, em có đi xa mãi đấy các bạn nhá. Bài số 2 tương tự như bài số 1, cấu trúc và hợp âm rất là giống nhau đúng không. Bài tiếp theo sẽ là bài gì nhỉ? Là những bài một thời đã xa thì bài này ngày xưa rồi nhưng mà cũng rất là hay. Tất cả mình sẽ đánh ở giọng la thứ nhé. Hay là bài này thì mình đổi sang đô thứ đi. Cho bạn cấu trúc nó cũng tương tự, các bạn tham khảo nhé. Ví dụ này. Đừng buồn em ơi. Đấy. Chúng ta sẽ có la dáng này. Ma giữa bảy này. Đấy. Xin như này, la dáng trưởng là sẽ như thế này đúng không? Các bạn tham khảo nhé, cho nó màu mè một tí, la thứ mãi nó cũng chán. Đây. Đây. Đừng buồn em ơi. Đấy. Khi lỡ nói yêu em rồi, thật lòng bận lòng chi nữa. Hỡi em xin hãy quên anh đi. Ta ra đi đi, ta để không quên nên em đời mãi bóng hình xưa. Đấy, cũng ma giữa bảy luôn nhá. Ma giữa bảy rất là sử dụng rất là nhiều, vào quả đầu tiên luôn đấy. Đừng buồn em hứa là ma giữa bảy luôn. Hoặc là vào đoạn điệp khúc thì câu đầu tiên thay vì đặt hợp âm chủ thì nó là ma giữa bảy luôn. Rồi, tương tự như bài cho em gần anh thêm chút nữa đúng không. Si thứ này, si thứ thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Các bạn có comment ở đây không nhỉ? Mọi người có đánh nhiều giọng không? Si thứ thì chúng ta sẽ có, đầu tiên thay cho si thứ thì đấy cũng si thứ đúng không? Thêm một son thì chúng ta sẽ có son ma giữa bảy này. Đấy. Nếu mà la thứ thì chúng ta sẽ có fa ma giữa bảy.
thì si tứ sẽ có son la giữa bảy nhá. Đấy. Cho em gần anh thêm chút nữa. Câu đầu tiên là gì nhỉ? Một chút như anh đây đúng không? Một chút như anh đây. À, chúng ta sẽ vào. Nhưng mà anh đây. À, một chút mà dáng đây. À, đầu tiên, câu đầu tiên luôn. Cũng vào ma giới 7 luôn nhá. Đây. À, một chút mà dáng đây. À, một chút thương anh. Mà buồn môi sớm mai. Rê ma giới 7. Đấy các bạn này, rê trưởng này, đúng không? Ma giữa 7 này, thêm nốt này này. Đấy, chúng ta sẽ có đây. Kết câu nhạc ở đây, chỗ này nhá. Đoạn này nửa đoạn thôi nhá, nửa đoạn đầu thôi nhá. Rồi, tiếp tục. Ta đây em. Một chút thương âm thầm. Đi đa này. Đấy. Rồi ma giữa 7 rất là nhiều. Anh em thấy không? Anh em thấy ma giữa 7 nhiều không? Rồi, chỉ có trong một giọng nhạc trẻ bây giờ thì chỉ có hai hợp âm ma giữa 7. Đấy là hợp âm như mình nói ở từ la thứ nhá. Fa ma giữa 7 và đô ma giữa 7 là nó sẽ sử dụng rất là nhiều. Fa ma giữa 7 nó có thể thay thế cho hợp âm chủ luôn nhá. Ở khi bắt đầu ấy, còn khi kết thúc thì mình sẽ kết thúc thì bao giờ cũng về chủ. Bắt đầu có thể nhá, có thể thay thế cho hợp âm chủ. Đấy. Còn kết thì đô ma giữa 7 có thể kết thay cho kết nửa đấy, kết nửa câu đấy, thay cho hợp âm 7 hát, mi trưởng 7, mi 7 nhá. Đấy. Tính năng của nó là như thế và cách dùng của nó là như thế và những bài đấy là như thế nhá. Bài của nó là như thế. Đấy. Rồi, như vậy là đã xong hợp âm đầu tiên trong chuỗi 10 hợp âm nâng cao mà mình đã giới thiệu ở video trước. Thì ngày hôm nay là đã xong hợp âm ma giữa 7. Đấy. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi những video mình sẽ làm tiếp theo trong chuỗi 10 hợp âm nâng cao nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở clip sau.